ra anh em. Vâng, thì ở trong cái giveaway lần trước, Ugreen có tài trợ mình sản phẩm để mình tặng anh em. Thì họ thấy có khá là nhiều anh em tham gia giveaway đấy. Và trong cái này, họ tiếp tục giveaway tới anh em một con sạc dự phòng mini. Đây cũng là sản phẩm mới của Ugreen á. Thì rồi chúng ta xem sản phẩm mới Ugreen này, 10.000 mAh và giá hiện tại đang bán trên Lazada là khoảng hơn 400.000. Chúng ta xem chất lượng sản phẩm pin sạc dự phòng này như nào, công nghệ như nào. Đấy, mình tiết lộ với anh em là rất là nhiều công nghệ xịn sò trên con này nhá. Ok, thì ở đây có hai hộp, thì họ gửi mình hai hộp, thì một hộp để giveaway tới anh em. Rồi thì mình bóc một sản phẩm thôi nhá. Nếu mà anh em nào mà quan tâm đến sạc dự phòng này thì mình cũng để link mua dưới video luôn. Đó, nguyên siêu như này khi anh em mua này. Con sạc dự phòng này sạc cho cả iPhone 12 luôn. Và theo quảng cáo của họ thì sạc 50% iPhone 12 chúng ta chỉ mất khoảng 30 phút. Đó, kinh khủng chưa? Sạc nhanh luôn mà. Công nghệ PD 3.0. Ok, Ugreen 10.000 mAh power bank. Hình sản phẩm này, power bank nói chung là có những cái công nghệ chống cháy nổ, chip chống cháy nổ, chống lẩn mạch, bảo vệ mạch mủng gì đấy. Mặt sau thì đây, những thông số như là có sạc nhanh nhá, anh em lưu ý có sạc nhanh, 5V 3A, 9V 2A. Đấy, output 5V 3A, 12V 1.5A, tổng là 5V 3A max. Và công nghệ mới nhất PD 3.0 được tích hợp trên con này. Nói chung thì cái con này cũng khá là ngon đấy anh em. Sạc dự phòng chịu sò. Nói chung là mình chỉ mong nhờ anh em chơi thôi. Để Ugreen tiếp tục tặng tiếp những cái phần quà, những cái sản phẩm của họ cho anh em. Anh em được biết là Ugreen hàng những cái phụ kiện công nghệ, điện thoại, máy tính, laptop gì đấy rất là xịn sò nhá. Mình cũng review một số sản phẩm của Ugreen rồi và đánh giá tốt. Đây, trời, nhỏ gọn chưa, uai, siêu nhỏ gọn luôn này. Đó, đây chúng ta sẽ có thêm một cái cáp đầu Type-C, USB và Type-C. Đó. Ngoài ra bên trong thì còn có sách giới thiệu của Ugreen. Rồi bỏ qua bên đi, mắc nhỏ gọn luôn. Đây, khoảng tầm 3 ngón tay nhá. Đấy, gần 3 ngón tay, nhỏ gọn chưa. Đây phía trước này, logo Ugreen in chìm này. Đó. Và thiết kế theo kiểu những cái vân caro sọc sọc, sờ kiểu gợn gợn ấy, nên cầm nó rất là chắc tay, không bị trơn trượt. Ở đây nó sẽ có 4 cái đèn LED thông báo phần trăm pin. Đó. Và xung quanh này nó bo tròn mà nó nhỏ, nó dễ thương vãi chưởng luôn ấy. Cái này thì cả nam nữ dùng đều rất là hợp luôn này. Nhỏ gọn cầm đi rất là thích, thì theo công bố của nhà sản xuất thì sạc được khoảng 2.5 lần cho iPhone. iPhone 12 chỉ sạc 50% chỉ mất 30 phút thôi. Đây những cái thông số chính như trên vỏ thôi. Đó, đây mặt sau. Đó, đơn giản vậy thôi. Bo tròn cầm thích thật. Ở dưới thì là nhựa trơn anh em. Đấy, ở dưới là nhựa trơn, trên thì là nhựa sần. Trên này chúng ta sẽ có cổng in out và cổng out. Như vậy là có hai cổng out và một cổng in. Đó, cổng PD này thì cho ra công suất tối đa. Nếu mà anh em sạc một thiết bị thì cho ra công suất tối đa 30W. Còn sạc hai thiết bị một lúc thì tối đa max là 15W. Ok, đây mình có sạc thử thì đây sạc cho iPhone này qua USB 5V 2A. Đó. Quên vừa lại chưa giới thiệu cho anh em, ở đây chúng ta sẽ có cái nút nguồn nữa và đèn đây. Đấy, đang có hai đèn khoảng 50% pin. Ok, cắm qua cổng PD thì là 9V 1.4A. Đấy, khoảng 9V 2A sạc nhanh. Đấy, mình đã test qua hai thiết bị đo dòng Type-C và USB. Rồi, thì cách chơi để nhận cục sạc mini rất là giá trị của Ugreen với công nghệ PD 3.0 tiên tiến nhất bây giờ, sạc rất là nhanh luôn. Đấy, thì mình sẽ để link chơi để anh em nhận phần quà này ở dưới video này nhá. Cách chơi đơn giản thôi, anh em vào link dưới video và tham gia nhé. Vâng, mong là nhiều anh em chơi ủng hộ để Ugreen tiếp tục tặng những cái giveaway, tiếp những cái phần quà, những cái sản phẩm mới của họ. Đây là sản phẩm mới của họ mà, mới ra lò luôn. Mà anh em được biết Ugreen thì sản phẩm khá là chất lượng. Rồi, anh em cảm thấy video hay và thú vị thì đăng ký kênh, ấn chú ý mình nhé. Cảm ơn anh em theo dõi video. Bye bye.